Xin biết chào quý vị thánh giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện, hãy bỏ chút thời gian của mình đăng ký kênh YouTube và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc này ở giữa không trung, chỉ trong thời gian vô cùng ngắn, huyết ưng cùng với lục linh giao thủ mấy chiêu. Mùi huyết tinh và khí tức sát phạt bộc phát dữ dội. Đại chiến phá hủy hư không, đủ để chứng minh thực lực hai người mạnh mẽ như thế nào. Lục linh khủng bố, huyết ưng cũng không tầm thường, thậm chí giao thủ lúc trước còn chưa dùng toàn lực. Lúc này giao thủ với lục linh mới thấy thực lực trần chính ra. Ánh mắt lục thiêu du khỉnh động, linh hồn lực đồng quan trạch chấn động, nhìn như bình thản kỳ thực mạch nước ngầm mãnh liệt vô cùng một khi thành hình sợ rằng là công kích hủy diệt linh hồn công kích hay sao lục tiêu du thì thào nói nhỏ một chiều định thắng thua thủ ấn của đồng quan trạch ngừng kết trong ba hô hấp ngắn ngủi cuối cùng thủ ấn huyền ảo đánh lên người của lục thiêu du hoàng linh toái ấn khí tức lặng lệ tức cực điểm bộc phát đồng quan trạch thét lớn một tiếng một trường đánh thẳng vào lục tiêu du trường ấn mang theo linh hồn áo nghĩa quét quả các hướng trường ấn của đông quan trạch ngưng tụ mang theo lực lượng khủng khiếp một đạo quang ấn bao phủ hư không bao phủ lục thiêu du vào giữa lục thiêu du kia dường như không ổn rồi người chung quanh nhìn thấy công kích này lục thiêu du trực tiếp bị bao phủ trong đó dường như không kịp tránh né âm thầm đổ mồ hôi lạnh thay cho lục thiêu du thân hình của lục thiêu du bị trường ấn bao phủ linh hồn chấn động giống như phòng bạo Lúc này, đồng quan trạch nhíu mày, nụ cười trầm xuống, nguyên lực trong người quán chú vào trường ấn, làm cho trường ấn càng đáng sợ hơn trước. Đồng quan trạch thật mạnh, không hồ là thế hệ trẻ nổi bật trong thường khung chiến trường, người duy nhất có thể sánh ngang lục linh. Âu Dương Tiền cảm giác trường ấn mang theo linh hồn lực đáng sợ kia, sắc mặt của hắn cũng biến hóa. Âu Dương Tiền không phó phát giác, cho dù là hắn bị trường ấn kia bao phủ vào trong, sợ rằng khó thoát thần thuận lợi. Linh hồn công kích kia tuyệt đối không giống như tầm thường. Thực lực của đông quan trạch rất mạnh, khó trách phụ thần tự nói, cho dù là thế hệ trẻ đỉnh phong của cổ tộc cũng khó có thể hơn hắn. Đôi mắt bộ linh lạc nhìn chăm chăm vào hư không, từ từ nói nhỏ. Lục thiêu dù có linh hồn lực quỷ dị, nhưng linh hồn công kích của đông quan trạch dù sao cũng không tầm thường, không biết có thể chống lại hay không. Ô, không đúng rồi, năng lượng thiền địa chấn động dị thương. Âu Dương Tiền đang lo lắng cho Lục Tiêu Du, bỗng nhiên nhíu mày, hắn cảm nhận được năng lượng thiên địa chấn động khác thường, loại chấn động này khác với nguyên lực chấn động. Năng lượng thiên địa chấn động hủy diệt, đánh tan trường ấn của đồng quản trạch đang đánh tới, dường như có thứ gì đó rất khủng bố thôn vệ tất cả. Chỉ trong nháy mắt, năng lượng thiên địa chấn động cực mạnh, năng lượng thiên địa trôi qua rất nhanh. Đám người chung quanh cũng cảm giác được chấn động này, không ngừng quan sát tình huống. Lúc này, mọi người nhìn thẳng vào trường ấn đông quan trạch đang đánh tới. Công kích linh hồn thật mạnh. Nhưng trường ấn kiến lúc này dường như bị bình chứng ngăn cản, không thể tiến thêm, cũng từ từ tàn rã. Lúc này, thân ảnh áo xanh lướt tới phía trước, đạp không đứng đó. Áo bảo xanh phất phơ, khí tức lặng đệ bá đạo quét qua các hướng. Đi! Thân ảnh của lục tiêu du xuất hiện không trì hoãn chút nào, vận tài đánh ra một quyền vào ngực của đồng quan trạch. Hư không trung chuyển, một quyền này đánh nát hư không. Thiên địa run lên, một quyền xuất hiện trong hư không, không gian đi qua sinh cờ biến mất, khí tức tịch mịch bảo phủ không gian ấy. Khí thế thật bá đạo, cảm giác lực lượng, lượng khủng bố của quyền này, ánh mắt của đông quan trạch biến hóa, loại khí thế bá đạo này làm đối tâm của hắn run lên. Hoàng vù toái không trưởng, đồng quan trạch nhanh chóng xuất ra một trưởng, ngăn cản một quyền bá đạo kia cả hai đụng chạm, sóng xung kích khủng bố quét qua tất cả các nơi. Kinh phong khủng bố bộc phát sang các hướng, tiền địa trong phạm vi vụ nổ hóa thành hư vô, rất nhiều đỉnh núi tan biến không còn nữa. Hai đạo thân ảnh đồng thời lui lại, sắc mặt bọn họ tái nhợt. đông quan trạch, người này rất mạnh đấy, trong thương khung chiến trường không thiếu cường giả đâu. Lục Thiếu Du ổn định thân hình, trong mắt ngạc nhiên, đồng quan trạch lại có thể chống lại bát hoàng thiên địa quyết để nhật quyết của hắn xem ra thực lực không có kém đồn đai người này khủng bố tuyệt đối không phải hư danh đồng quản trạch ổn định thân hình nhìn ánh mắt nhìn qua lục thiêu du trong mắt mang theo rung động không nhỏ lập tức ký tức làng đệ biến mất sắc mặt ôn hòa nói với lục thiêu du một chiêu định thắng mại ta lại ra tay hai chiêu ta thua người thắng rồi xin đà tạ lục thiêu du gật gật đầu đồng quản trạch ký độ bất phàm đoàn trưởng giỏi lắm nghe đồng quản trạch nhận thua 30 vạn đệ tử quân đoàn hùng phong họ hét vàng dội. Phá thổ, phong hỏa, hồ hải, nhàm sơn, bì bang, bắc đồng, tô nhan, lý cụ, vù mã tạm giới, truy phong vui mừng ra mặt, lúc này cũng thở trong một hơi. Đồng quản trạch vậy mà lại thua, nhưng mà dường như không có kỳ quái gì. Mộ linh lạc lúc ấy chậm chậm, cất tiếng nói nhỏ. Xem ra lúc này đối phó làng linh, nhất tộc cùng phệ hồn nhất tộc có hy vọng rồi đây. Âu Dương Tiền lông mày nhíu lại, nói nhỏ một câu. Nhưng mà kế tiếp đây sợ rằng là lòng trành hổ đấu rồi. Vào tới khắc này, hư không lại có tiếng chấn động sinh ra. Ánh mắt của lục tiêu du nhìn huyết tinh bên kia. Bây giờ, huyết ưng bạo phát không gian giống như tù là địa ngục. Loại huyết tinh này làm lục tiêu du không thích, nhưng không gian huyết tinh này rất mạnh. Người bình thường có lòng ngăn cản được. Khí huyết tinh bao phổ khắp không gian, sát khí quanh người lục tiêu du chấn động. Mùi huyết tinh không bị ảnh hưởng, hắn trực tiếp phát hiện trước mặt huyết ưng. Nhìn thấy lục tiêu dù tiến tới, ánh mắt của huyết ưng lăng lệ, không ngừng phóng thích huyết tinh, lập tức đánh ra một quyền rất mạnh. Đền chấm dứt đi thôi, người rất mạnh, nhưng chưa thể đối phó được ta. Có lẽ chờ người tù luyện khí huyết tinh tới trình độ nhất định, ta mới có thể chính thức cố kỵ, nhưng khi đó ta đã tiến bộ hơn rồi. Đối mặt với một quyền này, lục linh không tránh không né, trực tiếp để quyền này đánh vào ngực. Năng lượng khủng bố lập tức bộc phát, tân hình trực tiếp nổ tung, thân hình lục đình tan thành mảnh vỡ. Không gian áo nghĩa quá mạnh mẽ, lục tiêu Du nhíu mày, hắn đã biết kết quả. Thân ảnh của lục đình xuất hiện bên cạnh huyết ưng, trong bàn tay có điện quang tử kiểm sắc. Và lúc này, từ lôi huyền đỉnh trong người lục tiêu Du cảm giác được gì đó, không ngừng run lên. Giờ phút này, ánh mắt lục tiêu Du chấn động, thuộc tính quen thuộc làn tỏa, khí tức quen thuộc này làm nội tâm lục tiêu Du rùng động. Bởi vì khí tức này tương tự tử kim huyền đôi Lục linh xuất hiện, lôi điện tử kim sắc trong tay tỏa trà kế tức hủy diệt mênh mông lúc này âm thanh lôi đình vần vũ trấn nhiếp âm tà trong nháy mắt lôi điện tử kim sắc đánh thẳng vào người huyết ưng huyết ưng bị điện quảng đánh trúng thân hình bay thẳng vào đá vụt bên dưới khổng hổ là lục linh ta bại tâm phục khẩu phục nhưng có một ngày ta sẽ đánh bại ngươi huyết ưng bay ra khỏi đống đá đôi mắt chấp động tuy bây giờ không phải chiến đấu sinh tử hắn không có sức liều mạng nhưng lục linh vẫn không có sử dụng toàn lực ta à, sẽ chờ ngươi, nhưng mà khi đó ta đã mạnh hơn ngươi rồi. Lục Linh đạp không bay lên, thần sắc tuấn lãng đầy tự ngạo. Loại tự ngạo này có được từ tự tin tuyệt đối. Dứt lời, lục Linh nhìn qua phía lục thiêu du, tân hình lặng lặng đứng đó, thần thái ung dung không quan tâm. Lục thiêu du cũng đứng chắp tay quan sát, thần sắc tự tin bình thản này, nếu như chưa từng trải qua chém giết sinh tử nhiều lần, không bao giờ bồi dưỡng ra được thần thái mạnh mẽ như vậy. Từ kim huyền lôi, Chứ người lục thiêu du tại sao có được tử kim huyền lôi chứ? Và lúc này làm lục thiêu du khó hiểu là lục linh thúc giục tử kim huyền đôi. Nếu như lục linh sử dụng tử kim huyền lôi thì cũng không có làm hắn khiếp sợ như vậy. Hết lần này tới lần khác, trong đàn điền khí hải của hắn, tử kim huyền đôi cũng có động tĩnh đủ để khẳng định lục linh có quan hệ tới tử kim huyền đôi và tử lôi huyền đỉnh. Tử lôi huyền đỉnh tuy vẫn bị lục thiêu du xem như hậu thiên linh khí, nhưng nó lại làm lục thiêu du khó hiểu hậu tiên linh khí, thậm chí là tiền thiền linh khí và ao nghiện linh khí. Mặc dù có tự thành không gian, nhưng không gian này làm người ta không thoải mái, không tăng trưởng. Nhưng không gian trong từ lôi huyền đỉnh thì khác, tăng thêm hắn luyện chế tài liệu, còn có tự kim huyền lôi. Đây là điểm làm độc tiêu Du nghi hoặc, nhưng cũng không nghĩ ra cái gì. Hiện tại thấy lục linh thúc dục tự kim huyền lôi, còn làm tử lôi huyền đỉnh sinh ra động tính. Lục tiêu du không thể không hoài nghi có lẽ từ lồi huyền đỉnh cũng có bí mật. Hai người này như thế nào? Vì sao bất động như vậy? Nhìn thấy hai người không có động tĩnh, người bên dưới sinh ra nghi ngờ. Lục tiêu du, ta nghe nói qua ngươi, nghe nói ngươi chỉ có tù vị niết bàn cảnh cao giai đỉnh phong, nhưng đánh chết mình lình tù vị tuyên cổ cảnh trung giai. Lục đinh nhìn qua lục tiêu du, trên gương mặt tuẫn lãng, cười nhạt, nụ cười lăng đệ tức cực điểm, khí chất cửu u địa ngục vừa rồi biến mất không thay đầu nữa. Lục Thiêu Du nghe vậy thu hồi suy nghĩ. Có lẽ sau này tìm hiểu quan hệ giữa từ lôi huyền đỉnh và lục linh. Nhưng mà Lục Thiêu Du có chút kinh ngạc. Từ lôi huyền đỉnh là đồ vật xuất hiện trên linh vũ đại lục. Vì sao có quan hệ với bên ngoài? Ta cũng nghe qua người. Đại thừa Niết Bàn vô thượng Niết Bàn, thiền phú khủng bố, đừng vinh dự thiên tài mạnh nhất trong thương khung chiến trường, có thể đánh đồng với thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong của cổ tộc. Tản lục Trương có quen một người tên Lục Linh, nhưng mà thực lực không bằng ngươi cũng đã chết từ sớm lục tiêu du thu hồi suy nghĩ ánh mắt nhìn lục linh vô thượng niết bàn một trong đại thừa niết bàn vô thượng niết bàn cũng có thể nói là tuyên cổ cảnh sơ giai nhưng mà tuyên cổ cảnh sơ giai không thể so sánh với vô thượng niết bàn cả hai khác biệt một trời một vực theo lục tiêu du biết được người nổi bật trong tuyên cổ cảnh trung giai cũng chỉ miễn cưỡng so sánh được với vô thượng niết bàn mà thôi đó là chuyện không tệ rồi tam kỳ lão nhân nói rằng vô thượng niết bàn mà trên vô tưởng niết bàn còn có vô lượng niết bàn. Huyền Tuyết Ngưng chính là vô lượng niết bàn đó. Lục Tiêu Du cũng nhớ rõ, Lục Trường trên đỉnh Vũ Đại Lục, trong địa linh tông có một người tên là Lục Đình Tôn Giả, nhưng đã sớm bị đánh chết. Lục Đình trước mắt không phải Lục Đình Tôn Giả trong địa linh tông có thể so sánh. Thế hệ trẻ của cổ tộc sao? Nghe Lục Tiêu Du nói thế, ánh mắt Lục Đình chấp động, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lục này ngẩng đầu rồi nói, thế hệ trẻ đỉnh phong trong cầu tộc rất mạnh. Không đói giết mình linh, bọn họ không nhất định sẽ như ta. Người không có trải qua chiến trường, thực lực có mạnh hơn nữa cũng không nhất định hữu dụng. Đúng là như thế, lời này ta rất tán thành. Lục Tiêu Du gật gật đầu, hắn rất đồng ý lời này của Lục Linh, bởi vì chuyện này đúng là như thế. Ta có cảm rằng mình sẽ có một trận chiến với ngươi, cho nên ta lựa chọn huyết ưng, cũng không muốn giao thủ với người quá sớm. Ta đã quyền bình chiến đấu thật nhiệt huyết, là khi nào vẫn luôn là giết chóc vô tận giết chóc lúc này chỉ mong ngươi thành toàn cho ta lục linh nói với lục tiêu du khí tức trên người chấn động đồng quan trạch bên dưới nghe lời này liền hít một ngụm khí lạnh thì ra lục linh chủ động lựa chọn huyết ưng không ngờ là bởi vì cuối cùng muốn chiến với lục tiêu du một trận hắn sớm đã cảm giác được thực lực của lục tiêu du khi khí tức của lục linh lan tỏa ra các nơi áp lực vô hình bao phủ lục tiêu du không gian run lên trong nháy mắt này, Lục tiêu Du cảm giác được khí tức lăng lệ bức người. Khí tức này giống như một thanh đại đao kiếp người, giống như cây đao biểu hiện cho giết chóc cùng huyết tinh, làm cho người ta sinh ra hạn ý. Khí tức lợi hại như vậy tăng vọt, kim sắc quang mang quanh người Lục tiêu Du khởi động, hai mắt sinh ra hảo quang màu vàng, sát khí lăng lệ bạo phát ra ngoài. Bên người Lục Linh xuất hiện hào quang tự kiểm sắc, hào quang bao phủ thân hình của hắn. Trong nháy mắt, khí tức hai người ngừng tụ tới đỉnh phong. Trên người lục linh bắn ra ký tức lang lệ ác liệt, lập tức cả không gian sinh ra gợn sóng thật nhỏ. Khí tức khủng bố phóng lên trời, năng lượng tiền địa đáng sợ tràn ngập khắp các nơi. Ký tức như đại đào chém thẳng vào lục thiêu du. Dường như cảm nhận được đại đào ký tức ác liệt. Lục thiêu du cười tươi, năng lượng thiền địa chấn động ngập trời, đào khí bộc phát. Một thành đào bá đạo mang theo sát khí và khí tức lăng lệ, hạng lầm thế gian. Khí tức va chạm trong vô hình nhưng công kích của chúng còn đáng sợ hơn đào quang thực chất. kiến thức khủng bố bao phủ không gian, làm hàng ngàn hàng vạn đệ tử trùng quanh chấn động. Thế hệ trẻ trong cổ tộc có thể mạnh như hai người này không? Cổ lang thì thào nhìn qua lục linh và lục tiêu du, quyết đấu trên không trung. Hắn rất khó tưởng tượng có thế hệ trẻ mạnh hơn hai người hay không. Cho dù là thế hệ trẻ đỉnh phong của cổ tộc cũng chưa chắc làm được như hai người. Hai tiểu gia hỏa này là tồn tại đỉnh phong trong thế hệ trẻ, sợ rằng thế hệ bình thường không phải đối thủ của bọn họ giờ phút này hai bên đang thăm dò đối thủ xem đối phương có tư cách để mình xuất chiều chính thức hay không nhìn cảnh tượng trước mặt âu dương tiền giải thích với mộ dùng đình lạc hiện tại hai người này sàn sàn với nhau ngày mai phải đi tới lòng tích đại lục nếu hai người kho phần thắng bại đồng thời trọng thương vậy phiền toái thật là lớn lục linh rất mạnh phụ thân ta thường xuyên nhắc tới hắn không nghĩ tới tên kia cũng mạnh tới mức này thật khó hiểu, hắn thật có thể đánh bại lục linh sao? Mộ linh đạc biểu môi, lại thì thảo nói vài câu nữa, lập tức không nói thêm cái gì nữa, đôi mắt nhìn chằm chằm vào không trung. Hai khí tức sát phạt bộc phát, mùi vị huyết tình và cuồng sát bộc phát ra, cả hai dây dưa, khí tức cả hai vô cùng đáng sợ. Không nghĩ trong liên minh còn có người mạnh hơn đồng quan trạch, đồng tiêu du này đáng giá cho ta ra tay. Khi hai đạo khí tức thủ liễm trở lại, lục linh bộc phát khí thế của mình thành thực chất, trên dùng mạo tuấn lãng mang theo cái chất làng đệ đầy hàn ý giống như tù la đi ra từ cửu ủ địa ngục ngươi là người sau đại ca ta mà ta muốn chiến đấu nhất thế nhưng phóng tới đi trong hào quang màu vàng bao phủ toàn thân lục tiêu du tươi cười chiến ý trong mắt cuồn cuộn lục tiêu du đã quên mình không chiến đấu thỏa thích với người cùng thế hệ của mình trong bao lâu điều này làm hắn vô cùng ngứa tay chân lần trước trong thiên giới mật địa cũng chưa chiến đấu với thế hệ trẻ cổ tộc tuy thực lực của đám người sát thiên rất mạnh nhưng cũng còn kém một bậc mà lục linh trước mắt hoàn toàn có đủ tư cách và thực lực đấu với hắn một trận động thủ đi lục linh quát lớn một tiếng trong nháy mắt hào quang tử kim và hào quang bào vàng lao vào nhau giống như thiên thạch hai màu va chạm hủy diệt khi kình bắn ra bốn phía không gian sụp đổ trong không gian bao la âm thanh trầm thâm không ngừng truyền ra giống như có vô số thủy lôi nổ tung trên hư không. Hai đạo thân ảnh va chạm vào nhau, làm không gian chấn động hủy diệt. Trong thời gian ngắn, tay phải của lục linh bắn ra lôi điện tử kiểm sắc, ký tức âm hàn bao phủ không gian. Thân ảnh của hắn hóa thành tàn ảnh tiến sát vào lục tiêu du. Không gian ao nghĩa thật là mạnh. Ánh mắt của lục tiêu du ngừng trọng, không gian ao nghĩa của lục linh đã đạt tới trình độ khủng bố. Thời không lao ngục, tể thiền liệt địa trảo. Lúc này thân ảnh Lục Thiêu Du quay lại nhanh chóng, hắn đánh ra một trảo, nằm ngón tay nóng rực đánh thẳng vào người Lục Linh, trực tiếp đánh vào đầu của hắn. Thời gian không gian, hai kỳ lạ áo nghĩa, còn có linh hồn, dĩ nhiên là tu luyện giả bà đại áo nghĩa kỳ lạ, quả nhìn vô cùng mạnh. Lục Đình dứt lời, thân ảnh tránh né tề thiền điện địa, địa trảo của Lục Thiêu Du. Trong thời gian ngắn, hóa trưởng thành trảo, một tành đình tiếp trường của Lục Thiêu Du, không gian vị trí va chạm tàn vỡ, thân ảnh của lục thiêu du biến mất trong vị trí không gian tàn vỡ thân ảnh của hắn thoát ly khỏi phạm vi ảnh hưởng kia hai tay của lục thiêu du chấn động hai tay đồng thời đánh ra một quyền và một trảo linh vũ quyết một quyền bột trưởng bao phủ lục linh hai đạo linh hồn lực quét qua không gian lực lượng phong bạo mình mông làm người ta chấn động vật chất công kích dung hợp linh hồn công kích thiền phú vô cùng mạnh ánh mắt của lục linh nhảy lên điểm vào hư không dưới chân thân ảnh của hắn tranh ghé thật nhanh. Tốc độ này, ngay cả khi lục tiêu du dùng linh hồn cảm giác cũng còn nắm bắt được. Trong đại chiến thì đây chính là nhược điểm sinh tự. Đối mặt với lục linh, lục tiêu du lần đầu tiên khó cân nhắc và khó giải quyết. Loại cảm giác này lần đầu tiên làm lục tiêu du sinh ra dao động với lòng tin của bản thân. Thời điểm này, thân ảnh lục tiêu du lướt đi. Vị trí hắn vừa đứng xuất hiện một trảo mang theo lôi điện sáng xuống. Thế công xào trá quỷ dị Loại thế công này tổng hợp kinh nghiệm thần kinh bách chiến. Người không có trải qua vô số lần chém giết sẽ không có phản kích tuyệt hảo như vậy. Đến mà không trả thì quá vô lễ. Né tránh bột trảo phá không kia, thân ảnh lục tiêu du xuất hiện bên cạnh lục linh, hắn điểm bột chỉ không chút lưu thủ. Thiền linh diện hồn chỉ, linh hồn công kích còn chưa đủ nhanh. Lục linh cười khẽ, hắn nhanh chóng, vất tay đánh ra khe nứt không gian. Khe nứt không gian thôn vệ bột chỉ này. Thật sao? vậy xem nó có đủ nhanh không đã vừa dứt lời lục thiêu du lại tiến lên lần nữa thời không thác loạn một quyền kim sắc này rất mạnh bỗng nhiên oanh kích thẳng vào ngực của lục linh sau khi lặng lệ bộc phát ra ngoài tân ảnh lục linh lùi lại thật nhanh nhưng người né tránh một quyền kim sắc của lục thiêu du đuổi theo như giỏi bọ trong xương lập tức đánh vào vai trái của hắn lực lượng to lớn bộc phát một quyền đổi một quyền lúc này mới công bằng trong nháy mắt nói chuyện thân sắc lục linh tươi cười vui vẻ thời điểm một quyền của lục thiêu du đánh vào vai trái của hắn một quyền mang theo lưu điện tử kìm sắc đã chuẩn bị từ lâu của hắn đánh vào bụng dưới của lục thiêu du hai âm thanh trầm độc vang lên thân ảnh hai người vừa va chạm đã phân ra hai người lảo đảo lùi ra phía sau trong mặt mang theo thần thái ngạc nhiên giao thủ vừa rồi tuy ngắn ngủi nhưng nó làm cho người ta phải nín thở quan sát người thực lực thấp không nhìn thấy rõ ràng mỗi chiều mỗi thức vô cùng lặng lệ nhưng mỗi một chiêu đều hung ác tuyết cực điểm lại vô cùng giàn trá, thực lực hai người thật mạnh, không phải người thần kinh bách chiến, căn bản không phải người bình thường có thể làm được. Xem ra lục tiêu du cũng không phải loại lương thiện gì. cô Lang đứng từ xa xa quan sát tình hình hai người chiến đấu, hai người giao thủ đều có hậu chiêu. Lục tiêu du không phải loại lương thiện, xem ra cũng là người đi ra trong chém giết giống lục linh. Đám trẻ tuổi cổ tộc trong liên minh quần bộ chúng ta có lòng sánh bằng hai người này ánh mắt của Âu Dương Tiền chấn động vô cùng. Lực phòng ngự rất mạnh đấy. Giữa không trung, Lục Tiêu Du, Lục Linh nhìn nhau, đang nhìn đời bị trúng một quyền vừa rồi, lúc này cũng nói ra một câu. Lục Tiêu Du càng kiếp sợ, một quyền của mình tuy uy năng không bằng bát hoàng tiền địa quyết, nhưng mà đó là một quyền kìm thuộc tính toàn lực gần trong càng tấc Cho dù là hổ sư biến bản thể sư hổ thú, thừa nhận một quyền này cũng phải bị thương nặng. Mà bây giờ, nhìn bộ dáng của lục tình không tổn thương gì, nhiều nhất là ký tức hỗn loạn một ít. Lục tiêu du giờ phút này tự nhiên không rõ, nội tâm lục linh vô cùng rung động. Một quyền của lục linh ẩn chứa thực lực vô thượng niết bàn, cho dù là tuyển cổ cảnh trung sai cũng khó mà đối kháng được. Lúc này, lục tiêu du có thể ngạnh kháng, không tổn hào gì. Đây là điểm hắn rung động nhất. Lục linh chưa bao giờ thấy có người trẻ tuổi nào đánh đồng với hắn. Những năm gần đây, hắn chém giết vụ dung bình linh, lực phong ngự cường hắn là một trong những thứ bảo hiểm của hắn. Lục thiếu du, người đúng là làm cho ta cảm thấy bất ngờ. Vậy thì xem ngươi có chính thức làm ta tận hứng hay không? Vừa dứt lời, lục đình nhanh chóng kết thủ ấn, lại quát, bất diệt kim cường tượng. Khi lục đình dứt lời, hào quang tử kim trên người chấn động. Trong nhiều ánh mắt nhìn chăm chăm vào hắn, hào quang tử kim phóng đại, trực tiếp bao phủ thân hình của hắn. Hắn đi lồi thần hàng lâm thế gian, lúc này thân hình của hắn biến lớn lôi điện tử kim bao phủ toàn thân hắn như là kim cương đà hắn mang theo sát khí lặng lệ hàng yêu trừ ma thời điểm kim cương thần gừng tụ xong không gian chấn động khi tức sát phạt làm lòng người khiếp sợ thực lực như thế người thực lực thấp một ít nếu ở gần sẽ phải phổ phục xuống đất lục đinh lại xuất toàn lực nhành như thế sao mộ đình lạc nhìn qua lục đình biến hóa thân ảnh đôi mắt sáng lên lại nói lục tiêu dù có thể chống lại không Ánh mắt của Âu Dương Tiền hơi chấn động, lập tức nói nhỏ. Nhà đầu, Lục Đình cảm giác được thực lực chân chính của Lục Thiêu Du. Lúc này mới vận dụng toàn lực. Nhưng chẳng lẽ người cho rằng Lục Thiêu Du sẽ không nắm chắc hay sao? Thủ đoạn thật khủng khiếp, đoàn trưởng có thể ngăn cản không? Trên ngọn núi đối mặt với thủ đoạn khủng bố của Lục Đình, đám người phá thổ, phong hỏa truy mệnh, hồ hải và 30 vạn đệ tử quân đoàn Hùng Phong siết chặt nắm đấm. Không phải không tin đoàn trưởng mà là vì lục đình vô cùng mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Lục đình rất mạnh, gần đây Thái A vô cùng kiều ngạo cũng phải tán thưởng một câu, nhưng ánh mắt của hắn không có lo lắng cho sư phụ. Bất diệt kim cường tượng, tại sao có thể như vậy? Ánh mắt của lục tiêu du nhìn kim cường thần của lục linh ngừng tụ ra, đôi mắt vô cùng nghi hoặc, ký tức hủy diệt kinh khủng kia dường như sinh ra cộng bình với bất diệt huyền thể, dường như đang bị dẫn dắt. Trường chiến một hồi, xem người còn có chiêu gì ánh mắt của lục thiếu du đăng đệ tâm thần khẽ động áo bào xanh run run khi thế bá đạo bộc phát đỏ quát hổ biến vừa dứt lời hào quang màu xanh bao phủ quanh người lục thiếu du đột nhiên thân ảnh khom xuống lập tức hào quang màu xanh bao phủ các nơi cần cốt cửa bắp tứ chỉ bách hài huyết mạch huyết quản đều mở rộng trong nháy mắt ngắn ngủi ấy thân hình của hắn biến lớn lần phiên màu xanh bao phủ khắp nơi điện quang màu xanh bao phủ toàn thân thân hình hóa thành cự hổ lớn trăm trượng cũng không dưới bất diệt kìm cường tượng của lục linh kia. Cự hồ gào thét, hồ gầm rung trời, hùng mãnh dị thường, uy thế bá đạo kinh thường thiền địa. Ánh mắt kìm cường mở to đầy tức giận, lập tức nhìn thẳng vào cự hồ kia. Uy thế hủy diệt và bá đạo va chạm với nhau. Đoàn trường còn có át chủ bài này sao? Các đệ tử quân đoàn hùng phong nhìn thấy cự hồ hùng hãn như thế, nhiệt huyết trong người sôi trào. Hai thần ảnh vượt qua không gian, toàn thân tỏa ra cảm giác lực lượng hủy diệt. Hai thân ảnh này giơ tay nhấc chân là có thể diệt thế. Át chủ bài không tệ, dường như có thể so sánh với bất diệt kìm cường tượng của ta. Nhưng có thể so sánh thật hay không, vậy phải thử mới biết được. Nhìn lục tiêu du biến thành cự hổ, lục linh quát lớn, thân hình khổng lồ vượt qua hư không, hắn như thuấn gì tới trước mặt lục tiêu du. Một tiếng vang giống như là thiền thạch nện vào lưng lục tiêu du. Toàn thân của hắn sinh ra đồ điện tử kim sắc, còn ẩn chứa khí thế hủy diệt. Cư hồ gào thét, cùng lúc đó dơ trảo lên ngăn cản một quyền của lục linh. Hai đạo thân ảnh khổng lồ đồng thời bay ra phía sau, lừng nện vào vách núi. Thân ảnh hai người nện vào ngọn núi lớn sau lưng, lực lượng khổng lồ chân vỡ ngọn núi. Cả không gian cũng bị bọn họ hủy diệt. Cả hai đứng lên vẫn lao vào nhau, thân hình khổng lồ vô cùng va chạm với nhau. Sau khi va chạm là tách ra nhanh như thiểm điện. Âm thanh va chạm trầm thấp vang lên liên tục ánh mắt nhiều người khó tin nhìn hai thân ảnh kia, nhìn tư thái bá đạo của hai người, nội tâm vô cùng khiếp sợ. Cả hai va chạm như vậy, rất nhiều ngọn núi bị hai người phá hủy, có đỉnh núi nát tới sườn núi, có ngọn núi bị san bằng thành bình địa, cả sơn mạch như vừa trải qua động đất. Không nghĩ tới, lục tiêu dù có thể dựa vào thân thể đánh ngang tay với lục đình kia. Ánh mắt của bộ đình lạc lập loè, ai cũng biết lục linh là gia hỏa khủng bố, lực phòng ngự của hắn có thể nói là vô địch hắn dựa vào lực phòng ngự biến thái nổi danh khắp liên minh quân bộ. Hai người này đều là biến thái, chỉ lực phòng ngự này khó có người chống cự được. Sợ rằng cường giả tuyên cổ cảnh trung sai cũng không dám chờ như thế. Kết cục tốt nhất là hai bên hấp hối, kết quả xấu nhất là sẽ bị tàn sát. Bằng tiền lý chấn động, nội tâm âm thầm đánh giá tình hình ở phía dưới. Tiếng đổ lớn vang lên, chỉ trong thời gian ngắn, hai thân ảnh va chạm với nhau vài lần, phá hủy vô số ngọn núi Lúc này đây, thân hộ khổng đồ của lục tiêu du nện thẳng vào một khu vực thủy vực bao la, sóng nước bắn lên tụng tóe. Thần kim cương của lục đinh đâm thẳng vào ngọn núi, càng ngọn núi biến thành đá vụn. Lục tiêu du nhảy ra khỏi thủy vực, cao thét trầm thấp, mắt hổ hùng hán, khí thế vô cùng bá đạo. <laughs> thống khoái, thống khoái, quả thực là thống khoái lắm. Lục linh lập tức đứng lên, bỗng dừng bàn tay lớn vung về phía ngọn núi lớn bên cạnh trên bàn tay bí vần quanh quẩn tự kim điện mang quanh quẩn lập tức cầm ngọn núi vào trong tay kim cường quát lớn ngọn núi khổng đồ nện thẳng vào thân hồ của lục thiêu du đến đây đi thân hồ của lục thiêu du đứng thẳng đột nhiên trong tiền điện bao phủ hào quang bầu xanh nương trong thủy vực bị hắn dẫn động tiếng hổ gầm đinh tay nhức óc hội trưởng của lục thiêu du dùng sức quét qua thủy vực này lập tức chiến cờn sóng lớn nổi lên chín con sông này giống như chín con thủy long lao lên trời lập tức cột nước hội tụ thành cột nước cực lớn khí tức hàn băng hàng lâm nhiệt độ không gian giảm xuống không gian sinh ra từng tầng băng xương vô hình khí hàn băng mang theo khí tức hủy diệt đáng sợ cột nước đâm thẳng vào ngọn núi lục thiêu dù ném tới bây giờ băng trụ và ngọn núi va chạm với nhau không gian trực tiếp nổ tung năng lượng khủng bố phá hủy hư không đỉnh núi liên tiếp rạn nứt nghiền nát hóa thành đá vụn và tro bụi hàn khí thấu xương tỏa ra các hướng cợn sóng không gian tan nát biến thành vết nứt không gian đen kịt <laughs> thật sự là đã nghiền rất lâu rồi không có đánh cao hứng như vậy thân thể kim cương của lục đình đứng lên tuy trên người thương tích chồng chất kim cương thần có không ít che chở vết máu chảy ra ngoài ta cũng cực kỳ tận hứng lục thiêu dù cũng cất tiếng nói nhỏ thần hồ của hắn lần phiến tróc ra máu tươi đầm đìa lần lượt quyết đấu với nhau, làm cho lục Thiêu du trong bờ hồ cảm giác. Bất diệt kim cường tượng của lục linh dường như tương quan với bất diệt huyền thể của hắn. Loại liên quan này cực kỳ huyền diệu, từ đôi huyền đỉnh trên người đang run rẩy nhưng mà loại run rẩy này bị lục Thiêu du áp chế nên không chuyển ra ngoài. Nhìn thân hộ khổng đồ của lục Thiêu du, lục đình bộc phát trên ý kinh người, quá to. Lục Thiêu du xuất ra thực lực mạnh nhất của người đi, tù vi của người không cao hơn ta, thời gian lâu không phải chuyện tốt với người. Kế tiếp ta sẽ dùng toàn lực ra tay, nếu người không xuất toàn lực, người thua chắc rồi. Thật sao? Vậy thử xem. Lục Thiêu Dù nói, cuối cùng thân hổ thẳng đứng, trong hồ trảo ngừng tụ hai luồng năng lượng. Hai luồng năng lượng thường dùng với nhau, chỉ trong nháy mắt, không gian run lên, không ngừng kết hợp với nhau. Tứ thần quyết, chung quanh thân hổ không gian tán loạn, mãnh hổ vồ mồi cũng phải toàn lực, năng lượng trong tay hổ trảo sáng lên, nó giống như mặt trời đang mọc lập tức bắn thẳng về phía lục linh bốn tiếng thú rống vang lên thành long bạch hổ, chu tước huyền vũ bốn thú ảnh khổng lồ mang theo thú uy cuồn cuộn trong ánh mắt quan sát của nhiều người bay về phía lục linh tứ tý kim cường quyết khốn lòng cầm hổ lục linh trợn mắt lập tức quát to vận dụng toàn lực ngay ven đường không gian hủy diệt không gian bị ép nổ bốn hư ảnh thành long bạch hồ chu tước huyền vũ ấp xuống ánh răng điện màu tím mang theo lực lượng hủy diệt đánh thẳng vào quang cầu kia. Không gian dường như run rẩy, lực lượng cuồng bạo quét qua tất cả, tất cả bị đánh bại dễ dàng. Hư ảnh thành lòng bạch hồ, chủ tức huyền vũ bị nắm trong tay không thể nào cựa quậy. Năng lượng khủng bố ngưng tụ, năng lượng đáng sợ, không gian chung quanh bị nghiền nát thật nhanh, hóa thành hư vô. Cự thú khổng lồ nhanh chóng tàn vỡ, lực lượng thật là mạnh. Lục Thiếu Du ngừng lại, rất lâu rồi có không ít người chống lại tứ thần quyết của sư phụ bát hoàng thánh tôn nhưng chưa từng có người nào dùng cách nào mà phá hủy nó bởi vì tư thái này quá bá đạo và cường mãnh vào lúc này thân hồ khổng lồ của lục thiêu du tỏa ra kim quang rạng rỡ dùng thân thể của hắn làm trung tâm kim quang đằng lệ gió nổi mây phun điện thiểm lôi minh thiên ủy hàng lâm chỉ trong nháy mắt kim quang trên hư không trong 32 lần kim thuộc tính thời không lao ngục kim quang lan tỏa ra các nơi. Thân hồ khổng lồ của lục thiếu du đặt chân ở đó, vất tay làm hư không màu vàng đồng cứng trở lại. Lập tức, một đạo thủ ấn phá vỡ hư không. Sau khi làng lệ đánh, không gian màu vàng nứt vỡ từng khúc, khó mà khôi phục lại được, giống như thân thể kim cương của lục linh trấn thủ đời đó. Và lúc này, nhiều ánh mắt trung quanh rung động thật mạnh. Kim cương của lục linh ngẩng đầu lên, bốn tay thủ điểm, hai tay ngừng kết thủ ấn, thét lớn kim cường ấn. Kim cường thét lớn, tự kim trên người, cánh tay ngang trời, trường ấn kim cường giáng xuống. Kim cương thủ ấn đánh xuống, không gian xuất hiện hư không đen kịt, lăng lệ, khủng bố. Hai đạo thủ ấn va chạm với nhau, âm thanh trầm đục chấn động không gian. Hai đại thủ ấn nổ tung giữa thủy vực rộng lớn này, sóng nước khủng khiếp quét qua các hướng, năng lượng không ngừng lan tỏa ra chung quanh, vòi rồng hóa thành thượng chất, bao phủ thủy vực. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, bầu trời gió nổi mây phun, những lực lượng hủy diệt khôi phục bình thường lại. Hai đạo thân ảnh khổng lồ lùi lại, khoảng không phân ra, sản sản với nhau. Giờ phút này, ngàn vạn đại quân chung quanh luật nước bọt, quyết đấu cơ này làm bọn họ rùn như cầy giấy. Đây là quyết đấu đỉnh phong, là quyết đấu của hai thế hệ trẻ thiền phú cao nhất trong Điền minh quân bộ, cũng là cường giả có thể chống lại thế hệ trẻ của cổ tộc. Trong thường khung chiến trường, thiền là mình muốn đánh chết thế hệ trẻ nhất, trong thường khung chiến trường cũng có rất nhiều truyền thuyết về thế hệ trẻ vô thượng niết bàn là thế hệ trẻ hiếm thấy nhất lúc này còn có thành niên thần bí khác quật khởi đột nhiên xuất hiện trong thường khung chiến trường dùng khả năng tiêu diệt trăm vạn minh linh đánh chết bốn tuyên cổ cảnh trung sai mà thành danh lục linh trong một trận chiến này đã chứng minh thực lực tuyệt đối của bản thân hắn hai người trẻ tuổi do đấu đỉnh phong không ai cam lòng rớt lại phía sau giữa không trung lục linh thân ảnh vô cùng chật vật Thân thể kim cương thường tích trọng chất Mắt nhìn lục thiêu du Hắn ta nói Lục thiêu du Người đã làm ta bất ngờ tới tận cùng Không nghĩ tới Người có thể chống lại ta như vậy Nếu người có thể chống lại Chiều kế tiếp Ta nhận thua Khi lục linh dứt lời Hào quang tử kim lập tức lập lòe Nguyên lực trong cơ thể tuôn trào Khí tức lặng lệ quét qua các hướng Năng lượng không ngừng chen chúc tới gần Trong nháy mắt ngắn ngủi Thiên địa rung lên Dùng kim cương của lục đình làm trung tâm, khí thế phóng tích tràn ngập đất trời. Loại khí thế phong cách cổ xưa này, không gian cứng lại làm người ta khó thở. Mọi người cảm thấy tâm thần run lên, gần như muốn thoát đi ngay. Khí tức làng lệ này vô cùng nguy hiểm. Không nghĩ tới, lục linh lại bị lục thiêu dụ ép tới mức phải dùng toàn lực chống cự. Trên một ngọn núi, Âu Dương Tiền lại nói nhỏ nhỏ, ánh mắt rung động. Hôm nay gặp được quyết đấu đỉnh phong của thế hệ trẻ, nội tâm của hắn rất khiếp sợ hắn có tù vì tuyển cổ cảnh cao dai, thực sự tính là cường giả sao? Lục Linh đã sử dụng toàn lực, chẳng lẽ tên này muốn ngày mai không đi lòng tích đại lục sao? Hắn và Lục Tiêu Du đều có ai xảy ra chuyện gì, như vậy sẽ bất lợi cho đại quân. Mộ Linh Lạc nhìn qua không gian, cảm giác khí tức lặng lệ, đôi mắt ngừng trọng. Trước kia ta cho rằng, trong thế hệ trẻ tuổi của quân bộ, Lục Linh đã là đệ nhất nhân, hiện tại xem ra còn có biến thái khác tồn tại. Lục Tiêu Du dù có thua cũng thắng, dù sao lục linh là vô thượng niết bàn mà lục thiêu du chỉ là sinh tử niết bàn âu dương tiền nói nhỏ cô lang nhìn giữa không trung thì thào ta hiện tại chỉ muốn biết lục thiêu du có át chủ bài chống lại lục linh hay không đoàn trường còn có thể chống lại không lục linh kia dường như đã dùng át chủ bài cuối cùng 30 vạn đệ tử quân đoàn hùng phong ngẩng đầu nhìn lên không trung tiếng họ hét dừng lại lúc này ánh mắt ngưng trọng thần thái chợt lo lắng hẳn lên lục thiêu du của quân đoàn hùng phong đúng là bất phàm có thể ngạnh kháng với đoàn trưởng như vậy qua nhiều năm như thế ta mới gặp lần đầu tiên phó đoàn trưởng quân đoàn lục linh nói ra lục thiêu du mạnh không tầm thường đủ so sánh với lục linh đấy đám người huyết ưng trường làng phong cắt bạch mị nhìn hai thân ảnh giữa không trung lập tức nói kỳ tật chúng ta từ sớm không cần ra tay so sánh với hai biến thái này thực lực của chúng ta không đáng nhắc đến thế cũng không phải cũng không phải dốc sức liều mạng chúng ta còn có bài chưa xuất ra nữa cơ mà. Hồ sư không cam lòng nói ra, hiển nhiên không phục với lời nói của Cát Bạch mị. Như thế nào, người không phục sao? Vậy người bây giờ có bản lĩnh tiếp một chiều quân lục đình hả? Cát Bạch mị không khách khí phản bác hồ sư. Hồ sư sững sờ, bĩu môi, lập tức nói nhỏ. Vậy cũng đúng, lục đình tiêu tử này ta cũng không dám trêu chọc vào. Vừa dứt lời, hồ sư nhìn đông quan trạch cách đó không xa, nói nhỏ. Đông quan trạch, xem ra thế hệ trẻ liên minh quân bộ người dưới lục tình không phải người rồi đồng quan trạch mỉm cười nói tiếp nói không chừng sợ rằng lục linh không ngồi nổi cái ngồi đệ nhất thế hệ trẻ liên minh quân bộ đấy đầu chỉ ta thôi một kích toàn lực sao ánh mắt của lục Thiêu du nhìn qua kim cương trước mặt thần thái ngưng trọng vô cùng qua nhiều năm như vậy từ đỉnh vũ thế giới tới bây giờ lục Thiêu du cũng tự nhận mình gặp không ít thế hệ phòng hòa tuyệt đại cùng thế hệ ví dụ như Từ Yên, Đạm Đại Tuyết Vi, Lam Thập Tam. Trong cùng, thế hệ trẻ tuổi bên ngoài còn có kinh thiền nhất kiếm tỉnh vô ngân, vũ phá thường khùng nhầm tiêu diêu, diệu thủ không không mà kinh thiên đều là thế hệ phòng hòa tuyệt đại. Nhưng mà so sánh với lục linh, trừ tiềm lực của linh vũ thế giới là thế giới hỗn độn ra, lục tiêu du tìm tới tìm lui, chỉ có hai người rưỡi có thể so sánh với lục linh. Xếp hàng thứ nhất tự nhiên là tiểu long, cũng chỉ có tiểu long mới có thể đối kháng với lục linh, mà thứ hai chỉ có đại ca dương quá lục tiêu du rất rõ đại ca dương quá có lẽ thiền phú từ đầu không bằng tự yên thanh tuyền nhưng đại ca dương quá có tấm lòng kiên định đây chính là thiền phú tốt nhất đại ca dương quá trầm ổn có thể so sánh với lục linh một hai mà không hề hấn gì còn có tam bội lục tâm đồng lục tiêu du xem như là nửa người có thể so sánh với lục linh người có thể so sánh với lục linh cũng chỉ là những người có tiềm lực trong thế giới hỗn độn. Trong đầu suy nghĩ thật nhanh, Lục thế Du hít thở sâu một hơi, nhìn qua kim cương trước mặt sinh ra chấn động khủng bố, từng thủ ấn quỷ dị đang ngừng kết, tân hồ khổng lồ bao phủ trong hào quang màu vàng, khí tức hủy diệt bộc phát dữ dội. Cùng lúc đó, dưới sân mạch bao la, sông hồ, vách hạp cốc đều sinh ra khe nứt, từng khe nứt có thiểm điện xuất hiện. Phiến tiền địa trở nên hoang vu, năng lượng vô hình lan tràn các nơi, những nơi đi qua, năng lượng thôn vệ sinh cơ lưu lại ký tức hủy diệt chấn động linh hồn. Đã xảy ra chuyện gì? Đây là thế nào? Loại dị thường này quá khủng bố. Ngay cả Âu Dương Tiền giờ phút này cảm giác khí tức hủy diệt từ mặt đất bạo phát ra ngoài. Diệt thế huyền lôi. Lục đình hét lớn một tiếng. Hắn ngừng cái thủ ấn cuối cùng. Từ kim huyền lôi nổ vàng như pháo. Lòng bàn tay sinh ra điện quang như mãng xả. Bỗng rừng không trung xuất hiện. Đám mây màu tím áp xuống. Lôi vần dày đặc bao phủ tiền địa từng đạo sấm sét mơ hồ lao nhanh mọi người sinh ra cảm giác áp bách khi lôi vân xuất thế lúc này kim cương giơ hai tay vào trong lôi vân lôi cầu lớn vài trăm trượng xuất hiện tự sắc thiểm điện không ngừng lập lòe khí thế hủy diệt bộc phát mạnh hơn nữa trời ơi công kích này quá khủng bố diệt thế huyền lôi đồn đái lục đình lúc trước thi triển chiều này trực tiếp trù sát một tên bình linh tù vị tuyên cổ cảnh trung giai thần hồn câu diệt tờ kim sắc điện hình thành Giờ phút này, nội tâm ngàn vạn đại quân sinh tràn lạnh ý. Đối mặt với lôi điện này, mọi người khiếp sợ vô cùng lớn. Lục thiêu Du tiếp ta một chiêu này. Lục đình thét lớn một tiếng, tiếng quát như xét, bỗng dừng lôi cầu này giáng xuống, lôi vần bùng phát dữ dội. Vô số đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống, lôi cầu như thiên thạch xé rách bầu trời, giáng thẳng vào lục thiêu du. Và lúc này, lục thiêu du đứng thẳng, nhìn chăm chăm lôi cầu giáng xuống. Nhìn thấy lôi cầu hủy diệt, bao phủ không gian, thần hồ của lục thiêu du đứng thẳng, một ngón tay áp xuống, hắn quát. Bát hoàng thiền địa quyết, nhị quyết nghịch thiền thế, nhất chỉ diệt thiền địa. Tiếng quát vàng vọng cả hư không, sâu trong hư không ngưng tụ một chỉ bằng năng lượng. Hư không đứt vỡ, vạn vật yên diệt, khí tức hủy diệt cực mạnh hàng lâm không gian. Dưới một chỉ này, vô số núi lửa trong sơn mạch ngự linh không ngừng đổ tung, thủy vực chấn động sinh ra sóng thần cao mấy trăm trượng. Vô số cột nước giống như thủy lòng bay múa trời cao, mưa như trút nước. Trong ánh mắt của ngàn vạn người đang nhìn, một chỉ huy diệt va chạm với quang cầu diệt thế, hai bên đối kháng với nhau. Tất cả nói rất chậm, lúc này một chỉ xuyên thủng đôi cầu hủy diệt, xuyên thủng trung tâm lôi vân, xuyên qua đầu vai của kim cương to lớn. Sau khi xuyên qua đầu vai kim cương, liền biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, lôi cầu diệt thế nổ tung, trực tiếp bao phủ thần hộ khổng lồ kia. Lôi cầu khủng bố như thế, làm điện quang màu xanh trên thần hồ lục tiêu du biến mất lần phiến tróc ra dễ dàng hóa thành hư vô thân thể của hắn thương tích đầy mình điện quang cuồn cuộn oanh kích các nơi vào lúc này lục tiêu du thậm chí có thể cảm giác được hạn ý sinh ra khắp đáy lòng linh hồn chấn động lần đầu tiên lục tiêu du cảm giác được khí tức tử vong gần như thế cho dù có bất diệt huyền thể cũng bất tử thần thể cũng không thể ngăn cản khí thế hủy diệt này đương nhiên khí tức tử vong này lóe lên rồi biến mất thời điểm này tứ lôi huyền đỉnh trong đan điền khí hải của lục tiêu du chấn động nó sinh ra âm thanh rèn vang vô cùng sùng sướng trong tứ lôi huyền đỉnh sinh ra tự kim huyền lôi nó không ngừng tụ tập diệt thế lôi đỉnh trong người lục tiêu du vào một chỗ thời điểm diệt thế lôi đỉnh trong thân hồ của lục tiêu du bị dẫn dắt chúng tiến vào đan điền khí hải của lục tiêu du rồi tiến vào trong tứ lôi huyền đỉnh lôi đỉnh diệt thế sau khi tiến vào tứ lôi huyền đỉnh đã biến mất không thấy gì nữa trong cơ thể lục tiêu du còn lưu lại uy áp diệt thế còn có khí tức quen thuộc tự kim huyền lôi đây là tự kim huyền lôi giờ phút này lục thiêu Dù đã có thể khẳng định lôi đình bảo tím kia chính là tự kim huyền lôi hoàn toàn giống như đúc tự kim huyền lôi trong từ lôi huyền đỉnh là cùng một mạch từ lôi huyền đỉnh có dị trạng khác thường đã chứng minh tất cả điều đấy là như thế nào có thể thân hộ của lục thiêu Dù biến hóa đầu tiên thân hổ vết thương trồng chất lập tức khôi phục bản thể áo bảo xanh lam lũ Toàn thân đầy thương tích, bộ dáng vô cùng chật vật. Lục Thiêu Du cảm thấy tóc gáy dựng đứng, máu tươi không ngừng trào ra. Cảm giác chật vật này rất lâu chưa từng xuất hiện trên người Lục Thiêu Du, không ngờ có thể chống cự được. Lúc này, ngàn vạn người đều khó tin nhìn cảnh tượng trước mặt mình. Trong nháy mắt, Lục Linh chấn động, lỗ máu trên đầu vai nổ tung, máu tươi bắn tung tóe, thân thể kim cương rơi xuống đất. Sau khi lùi vài bước, Lục Linh mới đứng vững, khôi phục bản thể lục đình bay lên không trung đầu vai máu tươi đầm đìa quần áo lam lũ giống hệt lục tiêu du vết thường trọng chất sắc mặt tái nhợt toàn thân vết máu phà tạp hào quang tử kim lóe lên vết máu trên người lục đình ngừng chạy nhanh chóng lành lại thật nhanh trực tiếp khôi phục lỗ máu trên vai nhiều người cảm thán hít khí lạnh vì lực khôi phục khủng bố như vậy hai người sàn sàn không phân trên dưới hai người này quá biến thái rồi nhiều người không nghị nghị luận với nhau thật là thông khoái ta chưa từng thông khoái như vậy, thật sự là đã kiên. Hào quang tử kim trên người lục đình thủ điểm, quay miệng cười vui vẻ, trên dung mạo tuấn lãng cười rất tự nhiên. Ta cũng chưa từng đã kiên như thế. Lục tiêu du tươi cười vui vẻ, cảm giác thoải mái như vậy. Sau trận chiến vần trường tầm quất đào tuyệt, phi ưng lăng phong, ba đào lòng tàm và đại ca dương quá, về sau chưa từng được như thế. Lực phòng ngự của bọn họ không bằng lục linh, căn bản không có khả năng dựa vào bản thể mạnh mẽ quyết đấu với hắn. Loại quyết đấu này rất thống khoái, rất đã ghiền. Tế bào trong người được kích hoạt, loại cảm giác này làm cho lục tiêu du thoải mái, nói không nên lợi. Thân ảnh lục tiêu du lui lại vài bước, không gian áo nghĩa chấn động, chỉ mấy bước bước tới trước mặt lục tiêu du, nhìn lục tiêu du nói. Lục tiêu du, chống lại diện thế huyền lôi của ta, người đã thắng. Ta chưa thắng, chúng ta chưa phần thắng bại. Ngẩng đầu nhìn lục linh, một chiêu vừa rồi làm cho lục tiêu du biết rõ, thực lực lục linh tuyệt đối ra không dưới mình nếu luận bản thể, thực lực của mình chưa bằng lục đinh một góc, thế nhưng cũng hơn kém nhau không nhiều. Đương nhiên, lục tiêu du không cho rằng mình không bằng lục linh, nếu là chiến đấu sinh tử, trên người mình còn có hai kiện thông linh bảo khí chưa từng vận dụng. Tuy lục linh có lẽ còn có át chiêu thức khác, thế nhưng mà chính mình còn có linh hồn phần thần thái cổ u minh viêm chưa từng vận dụng, cho nên lục tiêu du cũng có tự tin. Nếu thật là cuộc chiến sinh tử, chính mình không nhất định sản sản nhau nhưng mà thực lực bản thể lục thiêu du không thể không rung động vì thực lực lục linh có thể đánh với mình tới mức này lục linh là người đầu tiên sai người đã thắng người chỉ là sinh tử niết bàn cảnh mà thôi Mà ta là vô thượng niết bàn cảnh cái hào rộng lớn như thế mà người có thể chống lại ta là ta đã thua lục linh nói với lục thiêu du lục thiêu du cường hãn trong nội tâm của hắn cực kỳ rung động người trẻ tuổi có thể chống lại hắn cho tới bây giờ chỉ có lục thiêu du mà thôi thậm chí trong nội tâm lục linh trong lúc mơ hồ chẳng biết tại sao hắn cảm giác được trên người đối phương dường như có khí tức hắn quen thuộc khí tức quen thuộc này hắn chưa bao giờ gặp qua nghe lục linh nói thế lục tiêu du hít sâu một hơi cũng không nói gì nhưng trong nội tâm chấn động không nhỏ có lẽ nếu là người khác lúc này sợ rằng trong nội tâm sẽ cao hứng sinh tử niết bàn chống lại vô thượng niết bàn thắng bại đã định tuyệt đối có giá trị phải cao hứng nhưng mà lục tiêu du không có bao nhiêu cao hứng Lục Thiều Dù biết rõ, Lục Linh là vô tượng niết bàn, mình có bất diệt huyền thể, bất tử thần thể, còn có đan điền khí hải khổng lồ, người mang hỗn độn chi nguyên, có nhiều ưu thế như vậy, chỉ mạnh hơn Lục Linh một chút, hắn cảm thấy có gì đó không đáng cao hứng cả. Lục Linh nhận thua, đoàn trưởng chiến thắng, đoàn trưởng giỏi nhất, mươi vạn đệ tử quân đoàn hùng phong ho hét, tiếng gầm thét làm sĩ khí sồi trào. Giờ phút này nhìn nam tử áo xanh trước mặt, người của quân đoàn hùng phong cảm thấy nội tầm vô cùng tự hào. Hơi các với quân đoàn Hùng Phong là trăm vạn đệ tử quân đoàn Lục Linh, giờ phút này thật sắc thất lạc, thế nhưng bọn họ khó tiếp nhận được chuyện này. Ánh mắt của Lục Linh nhìn qua 30 vạn đệ tử quân đoàn Hùng Phong của Lục Thiêu Du, lập tức mỉm cười nhìn Lục Thiêu Du nói, quân đoàn Hùng Phong có ngươi, hiện tại ta tin tưởng người đánh chết bốn mình linh tù vì tuyên cổ cảnh trung giai diệt trăm vạn mình linh người có thể giúp ta một việc không Lục Tiêu Du nghe vậy, ánh mắt có chút nghi hoặc, lập tức chắp tay nói Có thể làm được, ta sẽ không chối từ. Lục Linh cười cười từ từ nói, đấu một trận với ngươi ta nhận được lợi ích vô cùng lớn đặc biệt một kích cuối cùng của ngươi làm ta suýt không tiếp nổi, nhưng mà ta cũng nhận được chỗ tốt, thậm chí ta có cảm giác mình sắp đột phá Lục Linh sắp đột phá, nghe Lục Tiêu Du nói thế, thoáng chốc đám người đứng ngoài xem đều ngây ngốc nhìn Lục Linh. Tên này Âu Dương Tiền, mộ Đình Lạc Cô Lang, Bằng Thiền Lý, Hàn Minh, Hổ Sư, Đồng Quan Trạch, Huyết Ưng, Cát Bạch Mị đều nhìn Lục Linh. Sau khi rung động đã chấn động, khó nói thành lời. Xem ra ta phải chúc mừng ngươi. Lục Tiêu Dù cũng ngạc nhiên không nghĩ tới. Một trận chiến này còn giúp Lục Đinh đạt được chỗ tốt. Một khi Lục Đinh đột phá, chỉ sợ mình khó có thể là đối thủ của hắn. Ta cũng chỉ cảm giác có thể đột phá hay không càng khó nói. Ta có thể cảm giác được người dừng lại ở sinh tử điện bàn cảnh đã lâu. Chúng ta đánh một trận chiến, ta có thể đủ tu hoạch chỗ tốt, người cũng có chỗ tốt, có lẽ người đột phá còn không xa. Nhìn qua lục thiêu du, lục đình lập tức nói, ta muốn phó thác người một chuyện, chính là quân đoàn lục linh. Quân đoàn lục linh từ giờ trở đi sẽ do người toàn quyền làm chủ. Có chuyện gì có thể tìm phó đoàn trưởng cuồng ngưu Mang quân đoàn lục linh phó thác cho ta, người thì sao? Lục thiêu du nhíu mày, nội tâm ngạc nhiên. Trăm vạn đệ tử quân đoàn lục linh nghe vậy, giờ phút này ánh mắt sinh ra hoài nghi. Thế nhưng mà lại không có người nào bạo động. Trên gọn đuối không ít cường giả chấn động đều lặng lặng nhìn qua lục đinh, trong mắt mang theo tình phục tuyệt đối. Kính thưa tất cả quý vị khán thích giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.